Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng đang ở hẻm 22 đường Tân Hóa ha. Thì hẻm này sẽ thông qua đường Phú Thọ, thông qua đường Hồng Bàng đó, đường Phú Thọ và đường Hồng Bàng luôn nha cô chú anh chị. Hẻm thì hẻm ô tô đi 16 chỗ đi được luôn ha. Hôm nay chú Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn một căn nhà đó, nằm ở đường Hồng Bàng, thông qua đường Tân Hóa, thông qua đường Phú Thọ luôn. Hẻm này hẻm 22 ha. Căn nhà chú Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn hôm nay là căn nhà một trệt với một lầu nha. Chiều ngang là 3m4 và chiều dài là 10m5, nở hậu là 7m5 ha. Đó, hướng sau lưng chú Hồng này sẽ ra ngoài đường Phú Thọ với đường Hồng Bàng nha. Và căn nhà mình nằm ở trong hẻm này. Đường này thì ra đường Tân Hóa rẽ trái cũng ra được ngay chỗ cầu Mua, ngay chỗ gần cầu vừa cây gõ đó cô chú anh chị. Và căn nhà mình đã nằm trong hẻm này nè ha. Đây thì hẻm này thì ô tô qua lại thoải mái ha. Ở đây phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn hôm nay nằm trong đây nè. Hẻm thì rộng rãi ha, hẻm ô tô vô tới nhà luôn nha. Nhưng mà xe ô tô thì không có đậu trong nhà, vô nhà nhỏ ô tô không có đậu được trong nhà. Căn nhà này thì có kết cấu một trệt với một lầu, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Hướng nhà này hình như là hướng nam phải không? Nhà này hướng chính là hướng đông nam nha. Hẻm này cũng đi ra thông được đường nhựa luôn, thông tứ phía luôn. Nhà mình nở hậu một nửa phía sau là nở hậu ra gần 7m5 ha, ngang 3m4 dài 10m5. Cuối nửa nhà cuối là nở hậu ra 7m5 với cô chú anh chị. Nở L qua bên trái ha. Nửa phần nửa cuối nhà là nở ra bên trái 7m5 nha cô chú anh chị. Đó, phòng nào phòng nấy chà bá luôn. Đó, căn nhà mình nằm ở đây nè. Đó. Ở dưới trệt là chủ nhà để trống ha. Mình có thích làm phòng thì mình làm, còn nếu mình không làm thì mình để trống. Ở trên lầu thì chủ nhà làm hai phòng, một nhà vệ sinh, ở dưới một trời vệ sinh ha. Đó, căn nhà mình ở phía trước là 3m4 nha. Ở phía trước nhà là 3m4, phía sau là 7m5, đoạn nửa cuối phía sau là nở ra 7m5 ha. Đó, nhà mình đây nha. Khu vực này rộng rãi thoải mái ha. Thuộc phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà là hẻm 22 nha. Địa chỉ nhà là 22. Địa chỉ nhà là 22/31, /3, /13 chứ. /3. Đây địa chỉ nhà mình đây. Và nhà mình thì chủ nhà làm cao không ạ, hẻm là 5 tấc ha. Cửa thì cửa ngoài là cửa sắt giả nhôm nha. Giả nhôm sinh pha. Đây, chiều dài nhà mình là 10m5, phần nửa cuối là nở hậu sang trái, nở ra cuối đuôi là 7m5. Rồi, nếu cô chú anh chị bạn xem kênh YouTube Nhà đất Sài Thành thì hãy giúp chú Hồng đăng ký kênh ha. Rồi, nếu mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nha. Đăng ký rồi thì chia sẻ cho bạn bè người thân của mình để xem một căn nhà đơn giản thôi. Nói chung đơn giản nhưng mà diện tích nó rộng ha. Đó, đoạn cuối nè, nó nở hậu qua bên kia, đến cuối cái gách bên nhà vệ sinh kia là 7m5 ha. Còn đoạn này á, đoạn này là khoảng 6m, 6m5. Đó. Nhà rộng rãi ha. Nhà gần vòng xoay cây gõ, gần cầu Ông Buông, gần đường Phú Thọ, gần ngay chỗ Xóm Giá. Nhà thì thuộc đường và kênh Tân Hóa, đường Tân Hóa nha cô chú anh chị. Hẻm 22/31 và nhà là số 3. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nam hết cô chú anh chị. Ở dưới chợ thì chủ nhà làm một cái nhà vệ sinh nè. Ở đây có một nhà vệ sinh ở dưới chợ nè. Ở đây thì có một cái chỗ để giặt giũ rửa bằng tay. Ở đây là khu vực nhà vệ sinh, ô nhà bếp. Đó, nhà mình đây ha. Nhà này thuộc phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha.
Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Hoài Thành thì review bất động sản, thì mình hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh nha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Nhà này thuộc quận 11, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhà được cái diện tích rộng. Nếu cô chú chị bạn dễ dày ở thì cũng ok. Ở dưới là qua đất mình làm được thêm 2 phòng cũng được, 1 phòng hoặc 2 phòng cũng được ha. Và trên lầu hiện tại có 2 phòng lớn nha cô chú anh chị. Xin nhắc lại kích thước ngang là 3m4 và chiều dài là 10m5. Phần nửa, gần nửa cuối về sau là nở hậu sang bên trái ha. Nở hậu bên cô chú anh chị. Trên lầu có 2 nhà vệ sinh. Thấy Hồng kiếm CV ha. Đi điện. Đó, phòng nào phòng nấy rộng rãi nha. Đây là cầu thang mình mới vừa đi lên nè. Đó. Và đây là cái phòng này ha. Ở đây chủ nhà có mở một cái cửa sổ. Cửa sổ nhìn ra cái khoảng đất phía sau. Đó. Ở đây người ta làm cái sân phơi thì đây cũng thành cái sân của mình luôn ha. Đúc nè. Ở đây nếu mà cô chú chị bạn gì muốn làm cái nhà vệ sinh trên đây thì mình làm ra đây, mình làm thêm nhà vệ sinh trên đây nha. À, mình thêm thiếu thích làm thì làm thêm nhà vệ sinh ở đây. Nếu mình xây mới thì xây cao được giống như căn này ha cô chú anh chị. À, xây mới thì xây cao được, nhà nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Phòng thì cực kỳ rộng ha. Nhà có giấy chủ quyền hồng, nằm trong khu dân cư hiện hữu nha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Đó, giếng trời ngay chỗ nhà mình nè. Đi lên nè. Đó. Đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trên lầu thì sử dụng chung cho phòng trước với phòng sau. Còn nếu mình muốn làm nhà vệ sinh bên kia thì làm trong phòng nó có nhà vệ sinh. À, đây thì cái nhà vệ sinh sử dụng chung nè. Thiết bị vệ sinh là sử dụng của cái này hình như là inox à. Tường thì dán cao lên 2m ha. Cửa nhôm kính mờ nha. Nhà đây phòng phía trước nè. Phòng phía trước thì có cửa sổ và cửa đi ra ngoài ban công ha. Đó, phòng thì rộng rãi nha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. À, đây là cửa sổ ra ngoài ban công nè. À, ban công nè ha. Phòng này rộng rãi lắm nha cô chú anh chị. Cửa này cửa sắt với kính cường lực ha. À, ở đây thì mình có thể phơi đồ, trồng cây, có một vòi nước nè ha. Rồi à, mình xây mới thì mình xây đường như vậy nha cô chú anh chị. Hẻm này là hẻm thông từ đường Hồng Bàng qua đường Tân Quá và thông qua Phú Thọ luôn nha cô chú anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy coi mình đăng ký chưa. Chưa đăng ký thì đăng ký. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Bây giờ Vũ Hồng xin nhắc lại cái thông tin của căn nhà này và công bố luôn cái giá cho cô chú chị ha. Căn nhà mình có địa chỉ là 22/31/3 đường Tân Quá, 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đường là thông từ Hồng Bàng, thông qua bờ đường Tân Quá, thông qua đường Phú Thọ ha. Hẻm là hẻm ô tô vô tới nhà luôn. Hướng nhà mình á là hướng đông nam nha, và chiều ngang nhà mình á là 3m4
chiều dài là 10,5 m và nhà có kết cấu một trệt với một lầu. Nhà có giấy chủ quyền hồng, hoàn toàn nằm trong khu dân cư hiện hữu và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 4.790.000.000 ha. 4.790.000.000 giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Nhà thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Đó. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với chú Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Nhà nằm gần ngay chỗ khu vực Sớm Giá và cầu vượt Cây Gõ. À, xin nhắc lại là chiều ngang 3,4 m và chiều dài là 10,5 m và phần nở hậu phía sau là nở hậu phía sau qua là cuối cùng cái đuôi là 7,5 m và ở đây là 6,5 m ha. Giá 4.790.000.000 ha. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Giá chủ nhà nó còn thương lượng. Thì mình muốn mua giá nào thì mình nên đi qua gặp chủ thương lượng ha. Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá. Rồi, Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau nha. Xin chào.